Yo yo, hello anh em 22. Vâng, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Đây là cái video về sự kiện lớn nhất trong phiên bản 3.1 và cách nhận cái vũ khí free mũi nhọn của gió nha anh em. Ok, vậy làm như thế nào? Thì hãy cùng với mình theo dõi cái video này nhé anh em. Khi vừa vào game ta thấy có cái sự kiện là khúc ca vang vọng trong rượu đã mở. Khúc ca vang trong rượu. Ok, bây giờ là khoảng 9 giờ sáng 29. Và hãy cùng với mình làm cái sự kiện này nhá. Chúng ta muốn lấy được cái mũi nhọn của gió này thì cần phải làm được những cái này. Độ náo nhiệt lễ hội đạt 200 thôi là đã có thể lấy được rồi. Khi bấm vào thì nó sẽ nhảy về Montat. Vâng, rồi chúng ta chạy qua Catherine. Catherine ở Inazuma bị xiên. Nhưng mà Catherine thì không chỉ có một nhân vật đâu mà có hàng nghìn luôn. Vâng, đội trưởng Jin Dan Cho đang chờ mọi người ở sảnh tổng bộ. Trần tôi với! Có rượu là phải đâu bắt tôi! À, có Kea xuất hiện kìa anh em. Thề mình nghe giọng của Kea giống giọng mấy con quạ trong đảo Táo Vàng 2.8 lắm luôn anh em. Và cả đã nói gì? Tình hình Viễn Trinh hiện giờ ra sao rồi? Vâng, Viễn Trinh mang hết cả ngựa đi để cho đội trưởng đội quản ngựa không có con ngựa nào được cưỡi. Và cả chính là huyền thoại trong đội kỵ sĩ. Đánh giá của đội trưởng đại diện vẫn khách sáo lắm. Vâng, để trở thành một huyền thoại thì Vaka đã gây ra rất là nhiều rắc rối cho những người xung quanh. Chờ khi nào có thời gian thì tôi sẽ đấu tố cho mà xem. Vâng, chúng ta đã mở được cái nhiệm vụ và tin từ phương xa thổi đến rồi. Vâng, chúng ta đã đến cái cổng của đội kỵ sĩ rồi. Lâu lắm rồi không vào đây anh em à. Lâu lắm rồi đấy. Lâu lắm lắm luôn. Vâng, chúng ta được thấy Mika ở đây này. Mika là ai vậy? Bennett mặc áo xanh. Vâng, là thành viên đo vẽ bản đồ trong đội của Yula. Lá thư lần này cũng là do cậu ấy mang về. Đọc thư thôi mà trịnh trọng thế. Wow, lâu lắm mới thấy Jin đó. Vâng, mọi người hãy yên tâm. Toàn bộ đội Viễn Trinh vẫn bình an vô sự. Đóng quân ở phía Bắc Tây Vát để nghỉ ngơi. Tít phía trên luôn. Chắc là lạnh lắm. Song song với việc giới thiệu về quan chấp hành The Daughter, trong thư của Vaka giới thiệu thêm về quan chấp hành Capitano của Fatui. Và theo tin đồn thì đây là một trong những người đến từ Tây Vát mạnh nhất. Capitano không chống đối với chúng ta. Bằng quốc là trung hộ trung thuyền với chúng ta. Nhưng hắn đúng là một kẻ ngoan cường. Là người thường nhưng lại có lòng can đảm để thách thức các vị thần. Vâng, rất căng anh ạ, căng quá. Nó phải nói là căng, cực căng luôn. Tôi đang nói về The Captain Capitano đó anh em. Thành niên này rất là căng. Lính trinh sát phát hiện The Captain đã đến Lát Lan 3 ngày trước. Sau này không cần tốn sức để đề phòng hắn ta rồi. Thế là đi Viễn Trinh xong rồi gặp The Captain xong rồi đi về. Tốn bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tiền của anh ạ. Vâng, và càng đáng tiếc vì không được quẩy chung với mọi người trong lễ hội. Đi xa Viễn Trinh nên luôn nhớ tới rượu ngon ở Montat và thời gian này bên cạnh mọi người. Uống thêm vài ly thay chúng tôi nhé. Kinh, Vaka sẽ bảo cục xúc lắm mà. Thơ văn, thư từ cũng lai láng lắm anh em à. Nếu như có người muốn hỏi là The Captain với tôi ai mạnh hơn thì nên nhớ tôi là đại đội trưởng đấy. Đội trưởng, đội kỵ sĩ chúng ta có tận 10 người nhưng đại đội trưởng thì chỉ có một thôi. Và câu trả lời của ông ấy không liên quan đến việc ai mạnh hơn The Captain cả. Ok, đó là một bức thư cho chúng ta rất là nhiều nội dung anh em ạ. Hình như đằng sau trang cuối của bức thư còn viết gì đó. Đây là tin nhắn riêng cho Lisa. Vâng, và sau một hồi nói chuyện các kiểu trong sự kiện, rồi giới thiệu các nhân vật, thì chúng ta sẽ được dẫn tới nói chuyện với Jin này, rồi Lisa này, rồi Razor, rồi Venti. Anh em hãy khám phá nó trong cái phần chơi game của anh em nhé. Còn về bức thư của Vaka theo mình là ấn tượng nhất rồi. Sau khi nói chuyện xong với các NPC thì cái giao diện sự kiện sẽ được mở ra và sẽ có hai màn chơi chính. Thực hiện hai màn chơi đó là anh em sẽ có thể nhận được cái thương. Đầu tiên là sau khi làm xong cái quest vừa rồi thì cái độ náo nhiệt lễ hội nó đã đạt 50 điểm rồi. Cần khoảng 150 điểm nữa thôi là ok. Trong cái bảng sự kiện thì anh em cũng có thể xem cái phần là giai thoại này là có các cái nhiệm vụ như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần chi tiết sự kiện. Mình sẽ đi làm cái phần ảo ảnh trong rừng trước nhá. Vâng, chúng ta sẽ thấy ở gần thanh tuyển trấn có hai NPC đã đứng ở đây. Vâng, lại là một anh thanh niên đến từ Sumeru đi viết luận văn chạy tận Montat. Heo rừng hoang rã xuất hiện ở nhiều lần. Trong giai đoạn phòng chống thiên tai mùa thu xua đuổi, nhà lữ hành phải xua đuổi heo rừng hoang dã trong khu vực, chỉ có thể sử dụng tấn công thường thôi. Thiết bị bẫy thì nó có thể xua đuổi heo rừng trong phạm vi nhất định và có những cái búp khác nhau. Chắc không khó đâu anh em. Vâng, và nó cho là solo mode nha anh em, không được dùng nhân vật đâu. Anh em phải solo thôi, chém. Heo con cũng chém, đây không phải là chém chết đâu mà chỉ là xua đuổi thôi anh em à. Đây là thiết bị, và đây là búp. Chạm vào nó sẽ tự gây đam thôi chứ không cần phải đánh đâu, đây này. Cạ vào nó chết luôn rồi. À nhầm, nó đuổi được nó đi luôn rồi. Beta đang xem đó anh em à. Mình không thấy cái thiết bị này kích hoạt kiểu gì ta. À, thiết bị bẫy sắp chuẩn bị xong, nó có thông báo đó anh em. Khi có thông báo thì nó sẽ đuổi bọn heo đi.
heo tuyết xuất hiện, bọn heo tuyết này nó còn tấn công chúng ta nữa. Ghê không? Khiên thợ săn sắp xuất hiện. Nó có những cái thông báo ở trên màn hình đó anh em. Mình đi nhặt búp đây. Còn một con heo thôi kìa. Ui, hình như ăn càng nhiều búp vào nó có cộng dồn hay sao ấy, mình thấy nó mạnh hơn, nó sáng hơn á. Lúc mình có búp thì không có con heo nào ở bên cạnh, thật là chán. Ui, con heo heo này nó trâu lắm anh em à. Đây, nó đây. Để cho cạ thử bót, cạ thử búp vào xem cái. Ôi, có búp đánh nhanh lắm anh em ơi. Nhưng mà mình không thấy mất máu tí nào cả. Ơ, có được dùng cả trọng kích đó đó anh em. Nhưng mà đánh thường nhanh hơn, mình thấy thế. Vâng, 4.500 điểm đuổi heo. Thoát ra xem nào. Hoàn thành nhiệm vụ rồi anh em. Chi tiết sự kiện. Giai đoạn xua đuổi 1. Hành động giai đoạn xua đuổi đạt 500 điểm sẽ được 30 nguyên thạch. 1.000 điểm thì được 20 nguyên thạch. 2.000 điểm thì được 20 nguyên thạch nữa. Các giai đoạn khác thì mấy ngày sau nó sẽ mở khóa nha anh em. Độ náo nhiệt lễ hội đạt 170 điểm rồi, chúng ta còn thiếu 30 điểm nữa thôi. Và bây giờ thì sẽ làm tiếp cái phần thí luyện của gió nha anh em. Nhà mạo hiểm kiểu mẫu là cái nhiệm vụ chúng ta cần phải làm theo. Làm tiếp, vâng, vẫn là ở cái thanh tuyển trấn thôi. À, có một nhà mạo hiểm đã đứng ở đây. Để tôi đợi lâu quá đấy. Gắt vậy. Vâng, những cái màn sau thì nó đang khóa rồi. Chúng ta có biểu tượng Bennett ở đây. Và đi làm chiến đấu thôi anh em. Di chuyển sang cái doanh trại tiếp theo. Wow, nó vãi, có cả mini Venti luôn anh em à. Ảo gì? Cái hạt giống của gió nó có thể hút được luôn. Tích đủ búp rồi nó còn hút luôn anh em ơi. Một trong cái búp ấn tượng nhất khi mà chơi với đạo bảo đoàn thế này. Chúng ta đã xong cái này rồi và nó đã zoom cho anh em cái luồng gió tiếp theo rồi. Chúng ta đi thôi. Mình đã xong cái khiêu chiến rồi anh em à. Và cái quy của Yula nổ chết ra cầm luôn. Và bây giờ khi bấm vào phần sự kiện, chọn cái mục thứ hai, thí luyện của gió, chọn thí luyện tấn công. Và mình sẽ nhận thưởng được ở đây. Nói chung là nhận hết thôi anh em. Có phần thưởng thì cứ nhận thôi. Mấy cái khiêu chiến dọc đường này nó chỉ cho anh em sách thôi. Còn cái cuối cùng cho anh em 60 điểm, cho anh em 60 nguyên thạch. Và độ náo nhiệt lễ hội là khoảng 40 điểm. Ok, đó là hết rồi. Còn mấy cái khác thì ngày sau mới mở. Hôm nay chúng ta đã clear được khá nhiều rồi. Và độ náo nhiệt lễ hội chúng ta đã được 290 điểm rồi. Và bây giờ mình có thể nhận được cái mũi nhọn của gió. Yay. Và bây giờ anh em có thể tinh luyện nó. Và hiện tại thì theo như mình được biết là khi có sự kiện thế này thì cái vũ khí nó sẽ được tinh luyện rẻ hơn. Đúng rồi. Trong thời gian sự kiện, khúc ca vang trong rượu sẽ nhận được búp EP vũ khí. Và cường hóa thì sẽ được x1.5. Ok. Trong những ngày sau làm thì anh em sẽ có thể tinh luyện được nó. Với cái độ náo nhiệt lễ hội tăng lên thì anh em sẽ nhận được những vật phẩm còn lại. Ok. Và đây là cái video về chuyện nhận cái vũ khí sự kiện miễn phí, cách nhận nó. Ok. Chúc anh em thành công nhé. Và còn rất là nhiều nội dung ở Genshin Impact 3.1 cần khám phá nữa. Hãy theo dõi kênh của mình để cập nhật các video nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.